Cái bà chị kế bên nhà bà mới cho trái mốp. Thôi kệ đi, dịch giả mà. Có nhiêu ăn nhiêu, có miếng mốp nấu canh cũng được. Hổng gà ăn cơm chan nước tương không. Kệ đi, sớm ghiền mà người ta có lòng là mình vui à. Ủa, má sao trái mốp này nó khai dữ trời. Ý, cái lộn má bà gì bận bận trắng trắng như ghê vậy. Trời ơi, hồi nãy bà cho, bà nói với mình là bà rửa rồi. Hay là do mình ăn nước mắm với nước tương hoài nó hôi ta. Đâu để hửi lại coi. Cái mũi nó khai ngấy à. Ủa gì vậy? Ý, long.